Kết luận tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện vào cuối giờ chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh cần phải tập trung hỗ trợ tối đa lực lượng tuyến đầu, tiếp tục phòng chống dịch từ bên ngoài và huy động sự vào cuộc của mỗi người dân tại mỗi khu dân cư. Cho đến tối qua ngày 5 tháng 7, Đà Nẵng không có ca nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng. Các ngành chức năng địa phương tiếp tục làm tốt công tác truy vết xét nghiệm với những trường hợp liên quan tới các ca bệnh. Trong ngày, thành phố cũng đã cách ly tập trung 45 người về từ các địa phương khác. Việc kiểm soát dịch từ vòng ngoài, nhất là những người về từ vùng dịch, là một trong những nội dung ưu tiên trong công tác phòng chống dịch thời điểm hiện tại. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhận định tình hình dịch trên toàn quốc đang ngày một phức tạp, đề nghị các đơn vị, sở ngành, quận huyện nâng cao cảnh giác, không chủ quan lơ là. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương làm quyết liệt hơn nữa việc kiểm soát từ chốt kiểm dịch cho đến khu dân cư, phát động phong trào toàn dân phát hiện người về từ vùng dịch. Về việc hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các ngành sớm tham mưu để bổ sung kịp thời. Giao cho văn phòng chủ trì phối hợp với lại các ngành rà soát hết tất cả những đối tượng, những người mà có tham gia trực tiếp tương ứng này, trực tiếp mà cũng có khó khăn trong công tác phòng dịch, như ví dụ như các cái chốt này, các cái đội truy vết này, và hiện nay là cái chế độ ăn đối với lại Sở Y tế này, thì có văn bản gửi qua cho mặt trận để mà bổ sung đối tượng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu nếu các trường hợp từ vùng dịch có nhu cầu về Đà Nẵng sẽ bắt buộc cách ly và xét nghiệm, đồng thời có triển khai thu phí. Đồng thời giao Sở Du lịch thành phố phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá các điều kiện quy định phòng chống COVID-19 tại các khách sạn được dùng làm cơ sở cách ly.